Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án The Dog Cup. Đây là cái gì trắng quay vào dự án này, các bạn có thể tải trên cái trang web chính thức của dự án này. Thì giới thiệu qua về cái dự án TOK là một cái ứng dụng trò chuyện phi tập trung đa chức năng được xây dựng trên cái Ethereum blockchain. Trong khi cung cấp cho người dùng tất cả các phẩm chất cơ bản của một cái ứng dụng điện thoại thì nó cũng có phần cung cấp cho một cái ví điện tử trong xây dựng gọn nhẹ và trong khi giao tiếp với bạn bè và gia đình thông qua cái TOK. Thì ứng dụng cung cấp nhiều chức năng hơn so với các ứng dụng nhắn tin tức từ thông thường, và TOK là một ứng dụng nhắn tin tức từ cái từ thống nhất với các tính năng có thể lý tưởng cho những các chức năng cá nhân và chuyên nghiệp, hội thoại trên web và tài liệu cộng tác bạn trắng và chia sẻ màn hình truyền video và tính năng vị trí cấp cao hơn và chuyển tiền tệ và một vài các dịch vụ cốt lõi của chúng tôi. Chia sẻ màn hình, người dùng cần có khả năng thảo luận màn hình với cái kết nối của họ, và đây là một trong những tính năng quan trọng của các chương trình dùng riêng cho các doanh nghiệp khi sử dụng ứng dụng. Người dùng cuối cùng sẽ có khả năng mua màn hình của họ bằng cách giới hạn hoặc cho phép chụp màn hình trong khi thảo luận về cái màn hình của họ. Về cái công việc này thì cho phép các khách hàng làm việc cùng nhau nếu cần, và nếu khi nó có một cái doanh nghiệp kinh doanh thì một cái liên doanh đơn giản, thậm chí là thành viên liên doanh và chứng nhận khách hàng hợp tác sẽ chia sẻ công nhận việc làm liên tục của họ với họ khác. Họ sẽ có thể chọn để quyết định ai có thể xem và chuyển đổi cái tài liệu và thay đổi cái bình chọn của họ tùy theo cái nhu cầu của họ. Về những người dùng phải có khả năng kết hợp với người tham gia hội thảo trên cái trang web, thông qua cái bình chọn này có thể truy cập từ cái ứng dụng TOK. Thì trong khi các tính năng sớm nhất của các loại này thì có các từ chương trình hội thảo trên web có thể sẽ thay đổi các trò chơi, khách hàng sẽ phải mất một cái TOK credit score để trở thành những lợi thế tốt nhất cho việc lựa chọn. Và các nhà hoạch định này sẽ trên cái hội thảo này, trên các internet có thể tùy chọn sắp xếp 100% hội thảo trên web miễn phí hoặc trả phí cho các hội thảo trên web, có thể có những cái nỗ lực ngắn và có sẵn những cái khoảng thời gian vài tháng cho các hội thảo trên web được đề bù, gọi người sẽ thực thi các tính năng TOK được tìm thấy hoặc trên cái hội thảo trên web theo cái quan điểm sau đó. Thì cái ví ở đây nó sẽ cái TOK này trong này nó sẽ thường xuyên ghi danh của các người dùng vào ứng dụng nhắn tin tức thì việc sử dụng điện thoại di động ngày càng tăng, và giới thiệu về cái truyền internet đã tạo ra các chương trình trong cái tương tác trực tuyến thì Fox chọn ra để sử dụng in trong cái truyền thống tin nhắn SMS và tin nhắn MMS chi tiết. Kỹ thuật nhắn tin này lập tức cho phép người dùng giao tiếp ngay lập tức, xác minh chi tiết của họ đã được truy cập và hay thậm chí đọc bởi người tiêu dùng, làm cho nó vừa nhiều hơn. Một trong những lợi ích của chính là internet sử dụng miễn phí và sự tiện lợi của sự giao diện người dùng đơn giản và khả năng truy cập rộng rãi của nó trở lên tất cả tiện ích và hệ thống di động. Nhiều người dùng trong cái ứng dụng này có thể tìm thấy hệ thống cho khách hàng trên khắp thế giới, một cái ứng dụng minh họa các tính năng nhắn tin và chuyển trên các chi phí và dung lượng của SMS truyền thống trong các ứng dụng in. Thì điều giải nội dung trong bị giới hạn bằng một vài từ hoặc ký tự của người dùng. Tiêu dùng có thể thảo luận các loại khác nhau như hình ảnh, video clip và tìm kiếm bằng giọng nói dễ dàng. TOK là một cái ứng dụng nhắn tin tức thì thống nhất với các tính năng có thể được sử dụng cho các mục đích và cá nhân và chuyên nghiệp, hội thảo trên web, tài liệu cộng tác và bảng trắng, chia sẻ màn hình, chương trình phát video, tính năng vị trí nâng cao và trao đổi tiền và một vài trong các dịch vụ trung tâm của chúng tôi. Sứ mệnh của TOK là dự định xây dựng các mô hình thế giới giao tiếp mới với các giao tiếp nhanh hơn, an toàn hơn và riêng tư hơn, cho phép người dùng mọi người trên toàn cầu. Với TOK sẽ là thời đại mới của ứng dụng truyền thông, cho phép người dùng trao đổi dữ liệu dễ dàng và an toàn không chỉ qua trò chuyện nhóm riêng tư và cuộc gọi âm thanh hoặc các cuộc gọi video, mà có thể trao quyền cho người dùng với các một số tính năng bổ sung. Thì hệ sinh thái có lẽ không chỉ có thể cảm nhận được cho sự riêng tư của nó mà còn có mục đích sử dụng ý định chuyên nghiệp. Và nghe tầm nhìn có xu hướng vào nhược điểm của nó từ thời đại điện tử giao tiếp, một trong những cái thời đại bất lợi chính để trở thành một cái sự vi phạm của dữ liệu người dùng, trở thành lo lắng liên tục với các công ty hacker kiếm tiền từ thông tin cá nhân của người dùng. Và TOK sẽ tìm ra một kết thúc của những dự án nhân chìm thế giới vào trong cái dữ liệu hack này. Mục tiêu của TOK tạo ra một cái chương trình giao tiếp, một trong cái cộng đồng sẽ phụ thuộc vào cái chủ nhà và ảnh hưởng bởi các thỏa thuận của chính phủ. TOK kết hợp độ riêng tư cao và bảo mật dữ liệu người dùng với hiệu suất tối đa, thuận tiện cung blockchain.
Đặc điểm của danh mục yêu cầu chương trình sẽ có hồ sơ nhẹ và di động, cho phép khách hàng giữ và giao dịch an toàn với cái việc TOK và mọi mã thông báo phù hợp với ERC20. Người dùng sẽ có khả năng mua và bán sản phẩm hoặc chỉ với trao đổi wedding party, làm việc với một túi khách hàng có thể mua trước một cái điểm tín dụng TOK sử dụng mã thông báo Simon. Tất cả các giao dịch được tạo bằng cái túi TOK có thể được ghi lại trên trường Ethereum. Công nghệ Ethereum blockchain này được thiết kế nhằm các giải pháp tạo và lưu trữ các kế toán từ thông điệp trao đổi, và nó sẽ được phát triển với nhiều suy nghĩ hơn so với cộng đồng thường thông thường và blockchain chung với một cái phát biểu động. Điều này sẽ cho phép khách hàng viết các ứng dụng với cái loại thỏa thuận tùy chỉnh, thậm chí là các thuộc tính extreme đặc biệt về cái cơ bản dịch các nguyên tắc mà họ muốn quản lý sang giao dịch kém của họ và cho các công lệnh blockchain mô tả cái nguyên tắc đó, tên là cái hợp đồng hợp lý. Nguồn cung cấp thông minh trên blockchain Ethereum có cái địa chỉ riêng và cái tài nguyên kỹ thuật số với tất nhiên họ đó. Có nghĩa là các khả năng gửi tài sản cho các bên khác bằng cách sử dụng các hướng dẫn định trước của các mã hợp đồng, và các giao dịch này sẽ có tất cả những hệ thống thỏa thuận thủ đỡ sử dụng hoàn toàn cái những lý do trên. Thì ở trên đây là những cái thông tin cơ bản của cái dự án này. Các bạn có thể theo dõi những cái điểm nổi bật của cái dự án này cùng với và phân bổ của cái dự án Tokenomics. Quỹ dự trữ ở đây pre-seal và ICO là 65%, đội nhóm là 10%, nghiên cứu phát triển dự trữ 10%, market thị trường 6%, cổ vật 4%, bounty 5%. Thì các bạn có thể thấy ở đây dành cho marketing là 3%, nghiên cứu phát triển 27%, vận hành 20%, phần cứng là 7%, kỹ thuật 5%, ký quỹ 4%, API 3% và còn lại là 2%. Đây là lộ trình roadmap của dự án này. Các bạn có những câu hỏi gửi về có thể gửi về cái hòm thư team@thetopcap.com để tìm hiểu thêm chi tiết của cái dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video.